tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Hôm nay mình xin chia sẻ về món ăn của chay của mình hay nấu ăn vào buổi sáng, đó là món bún gồm có tàu hũ, chả cá chay và các loại thơm cà và một ít bắp su và ăn kèm với rau sống. Đầu tiên mình sẽ chiên tàu hũ. Chúng ta chiên vàng đều các mặt của đầu tàu hũ. Trong khi chờ đậu tàu hũ vàng đều thì chúng ta sẽ chế biến phần nước nhân. Mình cho dầu vào chảo, vào nồi. Sau đó tiếp tục cho thơm cà vào khuấy đều. Rồi cho vào nước. Rồi cho nước lọc vào. Đậy nắp dung, nắp vung lại. Trong khi chờ đợi thì mình xin kể về quá trình ăn chay của mình. Mình ăn chay từ tháng ngày rằm tháng 3 âm lịch đến hôm nay. Mình ăn chay vì để nuôi dưỡng lòng từ bi của mình và cứu độ được tất cả các muôn loài chúng sanh không bị mình giết để mình giết hại để ăn mạng chúng sanh. Mình thì không có nhiều kinh nghiệm trong việc ăn chay, mình chỉ lên Google và search những món chay ngon để mình nấu theo thôi. Tàu hũ mình xin bớt ra những miếng nào đã vàng. Nước sôi rồi mình sẽ cho gia vị. Và nêm nếm vừa ăn. Cải thảo xô vào. Mình chỉ nấu được những món đơn giản thôi. Mình khuyên tất cả các bạn có thể ăn chay ít nhiều cũng được.
Và đây là mình đã hoàn thành một tô bún ăn sáng của mình thường ngày. Chúc các bạn ăn chay tinh tấn và thân tâm an lạc. Xin cảm ơn. Ha ha ha,